Hãy trình bày xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại có thêm hai chuyến bay đưa công dân của chúng ta về nước an toàn. Chuyến bay thứ nhất là chúng ta đã đưa được 250 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nước. Và chuyến bay thứ hai đó là chúng ta đã đưa được hơn 350 công dân của chúng ta từ Nhật Bản về nước. Hai chuyến bay này đã được cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại Nhật Bản đã đưa những công dân này từ Nhật Bản và Hàn Quốc về nước an toàn. Những công dân trên chuyến bay này bao gồm là trẻ em dưới 18 tuổi và người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hợp đồng, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã cử cán bộ trực tiếp ra hỗ trợ công dân tại sân bay với mục tiêu đó là đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Thì hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Và ngay sau khi hai chuyến bay hạ cánh thì những người tham gia trên chuyến bay này đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Trong thời gian sắp tới thì việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân và phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Thì trên đây là cái thông tin trong ngày hôm nay 30 tháng 9 thì chúng ta đã có hai cái chuyến bay đưa công dân của chúng ta về nước từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì hành trình bay cũng muốn chia sẻ cái thông tin này để quý vị được biết. Trước đó thì ngày 28 tháng 9 thì chúng ta cũng có một chuyến bay đưa hơn 230 công dân Việt Nam của chúng ta từ Singapore về nước an toàn. Và trước đó thì ngày 27 tháng 9 thì chúng ta cũng đưa hơn 270 công dân Việt Nam của chúng ta về nước. Trong cùng ngày 27 tháng 9 thì chúng ta cũng đã đưa một số công dân của chúng ta tại Cộng hòa Séc về Việt Nam. Và trước đó xa hơn đó ngày 25 tháng 9 thì chúng ta cũng đã đưa được 340 công dân của Việt Nam từ Israel về nước an toàn. Ngoài ra trong ngày 25 tháng 9 thì chúng ta cũng đã đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước. Trước đó thì 270 công dân Việt Nam của chúng ta ở Úc và New Zealand thì cũng đã về nước an toàn. Ngày 23 tháng 9 thì có hơn 220 công dân của chúng ta từ Nhật Bản về nước. Như vậy thì có thể nói là ngoài những cái chuyến bay thương mại quốc tế vừa được mở ra thì những cái chuyến bay cứu hộ, hồi hương thì vẫn đang được tiếp tục. Cho nên là quý vị hãy cố gắng đăng ký những cái suất vé máy bay đó ở trên các trang web của đại sứ quán các nước sở tại để có thể mua được cho mình những tấm vé sớm nhất để về nước đoàn tụ với gia đình. Đến đây thì hành trình bay xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.